án cuối cùng dành cho ông Vương Đình Huệ, Trung ương Đảng chính thức thông qua. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình chính trường của Việt Nam hiện nay đang có nhiều biến động khó lường nhất từ trước đến nay khi liên tiếp các đại án tham nhũng kinh tế được Bộ Công an tiến hành khởi tố điều tra và đưa ra xét xử một cách quyết liệt nhất. Chỉ khoảng một tháng trở lại đây, bên cạnh đại án Trương Mỹ Lan, bà chủ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đưa ra xét xử, phải nhận mức án cao nhất là tử hình, thì mới đây liên tiếp hai công ty xây dựng tư nhân là tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo và tập đoàn Thuận An của bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu cùng với tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, khiến cho rất nhiều các quan chức lãnh đạo cấp cao vướng vòng lao lý. Trong đó, cái tên mới đây nhất bị cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bắt tạm giam là ông Phạm Thái Hà, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, do liên quan đến vụ án tập đoàn Thuận An khiến cho dư luận hết sức bàng hoàng khi thấy bóng dáng của những lãnh đạo thuộc diện trung ương nhưng lại núp sau tại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, thành lập từ khá lâu, không có thành tích nổi bật nhưng có thể trúng thầu được các dự án lên tới cả ngàn tỷ đồng, trải dài từ Bắc vào Nam. Điều này làm cho dư luận đang tranh luận gay gắt về khái niệm công ty sân sau của một số lãnh đạo có chức quyền nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Viễn cảnh về việc ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải từ chức khi để cho trợ lý của mình mắc sai phạm nghiêm trọng, được rất nhiều nhà quan sát chính trị đang rất quan tâm, đưa ra nhiều bình luận trái chiều. Vậy sự thật điều này là như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video ngay sau đây. Kính thưa quý vị, như vậy là đã không có bất ngờ nào xảy ra dành cho số phận chính trị của ông Vương Đình Huệ khi Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp bất thường đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ, nghỉ công tác. Trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính thưa quý vị và các bạn, một kịch bản về việc ông Vương Đình Huệ, một nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, viết đơn xin thôi tham gia Bộ Chính trị, thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương và thôi đảm nhiệm các chức vụ mà mình đang nắm giữ do đệ cấp dưới của mình là trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà có liên quan đến vụ án tham nhũng tại tập đoàn Thuận An, khiến cho những ai quan tâm đến vấn đề chính trị của nước nhà cảm thấy ngỡ ngàng và bàng hoàng. Cũng chỉ cách đây khoảng một tháng, việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải viết đơn xin từ chức khi chưa hoàn thành hết một nhiệm kỳ đã khiến cho dư luận trong nước cảm thấy chấn động. Thì nay vấn đề của ông Phạm Thái Hà và số phận chính trị của ông Vương Đình Huệ lại tiếp tục gây xôn xao lớn trong nhân dân. Có người còn cho rằng nếu viễn cảnh ấy là sự thật thì sẽ là một chấn động lớn gây mất an toàn cho chính trường và hệ thống chính trị tại Việt Nam. Họ bày tỏ rằng hy vọng Chủ tịch Quốc hội sẽ thực sự trong sạch và không bị buộc phải rời khỏi chính trường như các ông Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá sẽ không có sự ưu ái nào đối với ông Vương Đình Huệ bởi vì công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giờ đây đã lên đến cao trào, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù cho đó là ai, có quyền lực như thế nào, chỉ cần tay đã nhúng chàm thì khó có sự lựa chọn nào khác là phải chịu hình thức kỷ luật của Đảng, pháp luật.
Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát. Quý vị thân mến, theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Và chúng tôi cũng từng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói không có khái niệm hạ cánh an toàn khi tay đã nhúng chàm. Chưa bao giờ cuộc chiến chống tham nhũng thu được những kết quả khả quan như hiện nay. Liên tục có những cán bộ bị xử lý vì có liên quan đến tiêu cực được công khai trước dư luận. Sự quyết tâm của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh với tham nhũng đã đang khơi dậy lại niềm tin của toàn xã hội đối với Đảng và Nhà nước. Trong quá trình đương nhiệm, ông Lê Thanh Hải đã để xảy ra một đại án tham ô lớn nhất trong lịch sử, lên đến 1 triệu tỷ đồng. Hậu quả là Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tổ chức cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng ở các dự án do công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC thực hiện. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí, lớn tiền và tài sản của Nhà nước và là nguồn lực xã hội gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Trong thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì chúng ta đã trả lời được câu hỏi người chống lưng cho những sai phạm trong đại án Vạn Thịnh Phát rất có thể là ông Lê Thanh Hải. Trong thời kỳ đương nhiệm đã làm ngơ để cho tập đoàn này có cơ hội tham ô số tiền đặc biệt lớn hơn 1 triệu tỷ đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây xôn xao trong dư luận trong suốt thời gian qua, khiến ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật khi liên quan đến Vạn Thịnh Phát là gì? Ông Lê Thanh Hải, 74 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10-11. Ông Hải đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở Thành phố Hồ Chí Minh từ Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ liên tiếp từ 2006 đến 2015. Tháng 3 năm 2020, ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015. Nguyên nhân là trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông phải chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với việc lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy, trực tiếp kết luận nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy. Ngoài ra, với cương vị là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn 2001-2006, ông chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Ủy ban nhân dân thành phố, trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của Hội đồng nhân dân thành phố và quy định của Luật Ngân sách năm 2002. Gió đưa cây cải về trời, rau răm để lại chịu đời đắng cay. Thưa quý vị, theo tin đồn trên mạng thường là chính xác thì bà Nguyễn Vân Chi, phu nhân chính thức của ông Vương Đình Huệ, đã sang Mỹ thăm con gái Vương Hà My trước khi ông Huệ bị mất ghế Chủ tịch Quốc hội. Bà Vân Chi là Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, là phu nhân chính thức của ông Huệ. Hai người có hai con chung, con trưởng là Vương Hoàng Phương, hiện là Phó trưởng phòng Thư ký Tổng hợp của Bộ Công Thương. Con gái tên Vương Hà My, sinh năm 2000, hiện đang du học và sở hữu khối tài sản khổng lồ bên Hoa Kỳ. Sau khi ông Huệ bị mất chức, thì sự nghiệp chính trị của bà Vân Chi cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Ngoài việc mất đi một số đãi ngộ cho phu nhân Chủ tịch Quốc hội, thì bà còn bị ảnh hưởng về mặt chính trị và về khối tài sản khổng lồ của hai vợ chồng bà đã tích cóp mấy chục năm nay nhờ vào chức vụ của hai người. Với sự khôn ngoan của ông Huệ và bà Vân Chi, thì chắc chắn là tài sản của bà đã một phần giúp cho con gái Vương Hà My sang Mỹ du học và định cư. Ông Vương Đình Huệ sau khi bị mất chức thì cũng có thể bị cấm xuất cảnh. Nhiều quan chức sau khi hạ cánh an toàn đều muốn định cư ở xứ tư bản với khối tài sản tỷ đô để sống cuộc sống xa hoa vương giả ở xứ tự do, bỏ lại dân đen đang chịu cảnh nợ nần nghèo khổ, thì mới thấm câu ca dao của ông cha ta:
gió cây đưa cải về trời, rau răm để lại chịu đời đắng cay. Thưa quý vị, chúng ta đều thấy thương cho bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quá, cầu xin cho bác thật nhiều sức khỏe để kiến thiết đất nước. Mỗi lần nghe đất nước mình có án mới mà bị cáo là những người cán bộ nhà nước, tự nhiên thấy lo quá. Nhưng chúng ta vẫn tin một điều, Việt Nam mình linh thiêng lắm. Cứ mỗi khi đất nước rơi vào thời kỳ mạt Pháp thì sẽ xuất hiện một nhân vật đặc biệt để cứu nước. Bác Trọng là một minh chứng cho chúng ta. Hiện nay công việc chống tham nhũng của Đảng được nhân dân đánh giá rất cao. Tuy vậy thì người dân vẫn còn rất lo lắng vì tệ nạn này đã tồn tại quá lâu trong xã hội. Từ trung ương đến địa phương, đâu đâu cũng có. Từ người làm công tác giáo dục đến người làm phu giúp việc cũng có tham nhũng. Nhưng chúng ta vẫn tin tưởng rằng hôm nay chưa làm được thì ngày mai sẽ làm được. Chúc bác và các đồng chí lãnh đạo liêm chính như bác thật nhiều sức khỏe và cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước. Để chọn được người đủ đức, đủ tài, đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng và nhà nước, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao như Chủ tịch nước để thay thế ông Thưởng nghỉ công tác, khi đưa người khác lên thay thế, cần phải xem xét thật chặt chẽ, tránh trường hợp người lên thay không được bao lâu lại phải thay thế, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Đảng, giảm lòng tin của nhân dân. Ông Dương Văn Thái bị bắt từ ngày 1 tháng 5, trái với những tin đồn lan truyền trên mạng. Thông tin mới nhất từ Bộ Công an khẳng định, Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị bắt tạm giam từ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Cụ thể, phát biểu thông tin tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, với vụ án Thuận An, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 8 bị can, trong đó bị can mới nhất là Dương Văn Thái, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các thủ tục tố tụng với bị can Dương Văn Thái được tiến hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2024, người phát ngôn Bộ Công an cho biết. Trung tướng Tô Ân Sô cho hay, theo tài liệu điều tra vụ án Thuận An, trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2023, Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên danh để tham gia và trúng các gói thầu tại 16 tỉnh, thành phố với tổng giá trị trên 23.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2022-2023, Thuận An đã phát triển rất nóng và trúng nhiều gói thầu trị giá 18.000 tỷ đồng. Trong đó có nhiều gói thầu thuộc nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau COVID-19. Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh đây là chương trình đặc biệt của chính phủ. Đến nay, các bị can như Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái và nhiều bị can khác khai báo với thái độ thành khẩn, khá chi tiết và một số đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại. Qua vụ án này, cơ quan điều tra Bộ Công an kêu gọi những ai mắc sai phạm vụ án kể trên thì trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để được khoan hồng, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết. Khiếp, không ngờ bà Trương Mỹ Lan dính chàm là do lời nguyền Rolls Royce ứng nghiệm, điểm danh loạt đại gia gặp vận xui vì sở thích siêu xe đi tù. Trăm năm của hãng xe siêu sang Anh Quốc Rolls Royce gắn liền với tầng lớp quý tộc giới siêu giàu bởi giá bán cùng cách thức chế tạo không dành cho số đông. Chính vì vậy, tại Việt Nam, những chủ nhân của những chiếc siêu xe sang Rolls Royce được coi là những người có tài sản rơi vào khoảng trăm tỷ, thậm chí là nghìn tỷ. Tuy nhiên, trong 10 năm trở lại đây, nhiều chủ nhân của những chiếc Rolls Royce hàng hiếm và độc đã gặp nhiều vận hạn. Người vướng vòng lao lý, kẻ lao đao kinh doanh xuống dốc, chính những điều này đã khiến dư luận đồn thổi về lời nguyền Rolls Royce. Mới đây nhất là trường hợp của người mẫu Ngọc Trinh bị bắt tạm giam 3 tháng. Điều này đã một lần nữa làm dấy lên nghi vấn trong giới chơi xe về lời nguyền Rolls Royce là có thật. Bởi được biết, nữ người mẫu hiện cũng đang là chủ nhân của một chiếc siêu xe sang Rolls Royce. Vừa qua, người mẫu Ngọc Trinh đã bị cơ quan công an bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh những câu chuyện ngoài lề liên quan đến việc nữ người mẫu bị bắt, một trong những chi tiết ít nhiều được quan tâm đó là việc người đẹp gốc Trà Vinh hiện cũng đang sở hữu chiếc siêu xe hạng sang Rolls Royce. Qua đó, không ít người trong giới chơi xe theo hệ tâm linh cho rằng Ngọc Trinh hiện đang là nạn nhân tiếp theo của lời nguyền Rolls Royce. Lời nguyền Rolls Royce được cho là bắt đầu từ câu chuyện của doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp, doanh nhân người Bình Định nổi tiếng với siêu xe Rolls Royce chính hãng đầu tiên với biển số độc nhất 7777. Từ khi nữ doanh nhân lao đao phải bán siêu xe, sau đó vướng vòng lao lý, hàng loạt sự kiện được cho là trùng hợp một cách kỳ lạ đã xảy ra với nhiều doanh nhân, những người nổi tiếng như Trịnh Văn Quyết FLC, đại gia Lê Thanh Thản, Khải Siêu, Bộc Kiên, doanh nhân Phương Hằng, Trương Mỹ Lan, rồi mới đây nhất là người mẫu Ngọc Trinh đã một lần nữa làm dấy lên nghi vấn trong giới chơi xe về lời nguyền Rolls Royce là có thật. Tuy nhiên, việc nhìn nhận về lời nguyền Rolls Royce tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Được biết, nữ người mẫu Ngọc Trinh đã tậu Rolls Royce Ghost siêu sang đắt đỏ. Chiếc xế hộp của Ngọc Trinh là dòng Rolls Royce Ghost thuộc phiên bản Series 1, đã ngừng sản xuất từ năm 2013. Từ
khi sở hữu xe đến khi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Xe không được độ thêm gì bao gồm đèn pha vẫn giữ nguyên thay vì nâng cấp lên Series 2 như nhiều đại gia Việt lựa chọn. Đại gia Dương Thị Bạch Diệp, nữ đại gia đầu tiên sở hữu Rolls Royce. Nhắc đến lịch sử Rolls Royce vào Việt Nam, không ai là không biết đến chiếc Phantom của nữ đại gia bất động sản Dương Thị Bạch Diệp. Đầu năm 2008, bà Dương Thị Bạch Diệp, giám đốc công ty bất động sản Diệp Bạch Dương, gây xôn xao khi mua chiếc Rolls Royce Phantom màu đục với trị giá lên tới 2,3 triệu USD. Đây là chiếc Rolls Royce Phantom đầu tiên được cá nhân hóa do một người Việt Nam đặt hàng chính hãng từ Anh Quốc. Biển số của chiếc xe cũng thuộc hàng siêu độc 7777, mang ý nghĩa là thất trùng thất. Những người theo phong thủy cho rằng chiếc biển thất trùng thất sẽ mang lại xui xẻo cho người sử dụng. Tuy nhiên, đến năm 2019, bà Diệp cùng nhiều cựu lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt với cáo buộc lừa đảo liên quan đến ngân hàng Agribank, hoán đổi tài sản công tại Sở Văn hóa. Đến tháng 11 năm 2021, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên mức án chung thân đối với bà Dương Thị Bạch Diệp. Tiếng tăm của người phụ nữ đầu tiên sở hữu Rolls Royce này chỉ còn được nhắc đến như hoài niệm, trong khi công ty của bà Diệp còn hàng nghìn tỷ đồng nợ xấu. Bà Nguyễn Phương Hằng và Rolls Royce Phantom. Trước Ngọc Trinh, nữ đại gia chủ khu du lịch Đại Nam là Nguyễn Phương Hằng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Báo Vietnamnet cho biết, bà Hằng không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội vì những buổi livestream hút hàng trăm nghìn người theo dõi mà còn được dư luận biết đến với bộ sưu tập xe đình đám. CEO Nguyễn Phương Hằng từng cho biết tài sản của vợ chồng bà kim cương và sổ đỏ tính bằng cân hay đi những chiếc xe 40 đến 50 tỷ đồng là chuyện bình thường. Vì vậy, chuyện sở hữu Rolls Royce cũng không mới lạ lẫm. Chiếc xe nổi tiếng nhất với bà Hằng chính là Rolls Royce Phantom EWB mang biển số 00789, cũng là chiếc Phantom đầu tiên của tỉnh Bình Dương vào năm 2013. Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và Rolls Royce Phantom lửa thiêng. Nói đến các thành viên gia nhập câu lạc bộ những đại gia sở hữu siêu xe sang gặp xui, không thể không kể đến ông chủ của tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Cựu chủ tịch FLC, ông Trịnh Văn Quyết là đại gia sở hữu cho mình đến hai chiếc Rolls Royce, một chiếc Rolls Royce Phantom phiên bản lửa thiêng về nước năm 2015 theo diện chính hãng. Khi ra mắt năm 2015, Phantom lửa thiêng được thực hiện theo ý khách hàng và có giá hơn 51 tỷ đồng. Chiếc thứ hai là Rolls Royce Ghost, mẫu xe này từng gây chú ý khi xuất hiện vào năm 2018 với nhiều chi tiết mạ vàng. Xe được phân phối chính hãng tại Việt Nam và từng là một trong những chiếc Rolls Royce được nhà phân phối hãng siêu sang này sử dụng trước khi tới tay ông Quyết. Một vài chi tiết phía ngoài xe đã bong chóc theo thời gian. Năm 2022, ông Quyết cũng đã bị bắt về tội thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Đại gia Lê Thanh Thản và Rolls Royce Mặt Trời Phương Đông. Chiếc Rolls Royce Phantom Mặt Trời Phương Đông cũng giống như chiếc Phantom lửa thiêng, được đặt hàng cá nhân hóa trực tiếp với hãng siêu xe sang nước Anh nhưng về trước một năm là năm 2014. Chiếc xe có giá trị lên tới 43 tỷ đồng và là chiếc Rolls Royce đắt thứ hai tại Việt Nam thuộc sở hữu của đại gia Lê Thanh Thản. Ông Lê Thanh Thản được biết đến là chủ của thương hiệu khách sạn Mường Thanh, được đặt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, thành công về kinh doanh khách sạn và dần có thương hiệu trên thị trường bất động sản. Nhưng ông Thản đã phải nhận quyết định khởi tố ngày 8 tháng 7 năm 2019 về tội lừa dối khách hàng theo quy định tại Điều 198 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Lời đồn đoán mang tên lời nguyền Rolls Royce hiện nay vẫn chưa có lời giải đáp. Trên thực tế vẫn có nhiều đại gia Việt sở hữu siêu xe và vẫn hô mưa gọi gió trên thương trường. Ước tính tại Việt Nam có khoảng gần 150 chiếc Rolls Royce, cả cũ lẫn mới. Đây vẫn là thương hiệu được nhiều ông chủ tay to mặt lớn ưa chuộng, làm phương tiện di chuyển, không đơn thuần chỉ để chứng minh sự giàu sang mà còn ở sức hấp dẫn riêng, sự bí ẩn chính từ bóng ma này. Rúng động, đại gia xăng dầu vung trăm tỷ để chuộc lâu đài khỏi tay công an. Làm vua đất Bắc Hải Phòng, thụp gối van xin, xây cả sân bay trên mái nhà đón người đẹp. Thưa quý vị, nóng nhất hiện nay là việc thi hành án đối với chùm đại gia xăng phát dầu, bởi ông này đã bỏ ra hàng trăm tỷ để tòa án không kê biên toán lâu đài khủng của mình. Nhưng ít ai biết, ông còn có cả loạt biệt phủ triệu đô và thú chơi vung tiền như nước rất sang chảnh, đi khắp Nam Châu, thậm chí biến cả nóc nhà thành nơi đỗ trực thăng, đeo đồng hồ chỉ xương xương 10 tỷ. Vậy ra, buôn xăng giàu tới vậy sao? Vậy sao cả nước lại thiếu xăng nhỉ? Hóa ra là hàng trăm hóa đơn giả được kê biên, khống giá để hưởng lợi. Rốt cuộc ông trùm này có gì mà người người đều tiếc dùm? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Trước đó, ngày 19 tháng 6 năm 2021, Tòa án thành phố Hải Phòng đưa vụ án ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xăng Dầu Phát, cầm đầu đường dây lập 22 doanh nghiệp ma để bán hàng ngàn hóa đơn ma, chiếm đoạt hơn 161 tỷ đồng tiền thuế của nhà nước ra xét xử. Khi lực lượng công an đưa ông Ngô Văn Phát về ngôi biệt thự hoành tráng nhất thành phố Hải Phòng để thực hiện lệnh khám nhà,
người dân địa phương mới tin đại gia này bị bắt. Giấy biệt thự 10 năm biến mái nhà thành sân đỗ trực thăng sang chảnh. Từ đầu tháng 9, giới kinh doanh Hải Phòng và Thái Bình xôn xao trước sự vắng mặt của Phát Dầu. Đại gia này khi bị bắt đang là lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình. Ông là mạnh thường quân ở địa phương khi tổ chức các hoạt động xã hội. Ông Phát đã cho xây dựng ngôi biệt thự nguy nga như một cung điện riêng tại tỉnh Thái Bình. Trên mái nhà, ông cho xây một mái phẳng để làm sân đậu trực thăng. Phía ngoài tòa lâu đài có dãy cổng dài hàng trăm mét làm bằng chất liệu đắt tiền, gắn hệ thống camera an ninh thông minh. Bên trong khuôn viên là hồ nước rộng, hệ thống cây cảnh lâu năm, giá trị hàng chục tỷ đồng. Nội thất trong tòa lâu đài chủ yếu làm từ gỗ quý và đá nguyên khối, được mua từ nhiều nơi trên cả nước, đưa về rất công phu tốn kém. Người dân địa phương cho biết, để có khoảng 3 hectare đất xây dựng đại công trình này, gia đình ông Pháp đã tự đền bù, tự di rời nhiều hộ dân sống xung quanh để được chuyển nhượng lại diện tích đất này. Một lãnh đạo thành phố Hải Phòng kể lại, ngôi biệt thự ở quê ông Pháp được xây dựng kéo dài trong suốt 10 năm mới hoàn công. Trước nhà là con đường dài hơn 500 mét, đổ nhựa rất đẹp, tự thi công. Trong nhà bộ dàn âm thanh có giá vài tỷ, thiết bị nội thất long lanh đều được ông Pháp tìm mua với giá đắt đỏ. Ngày khánh thành ngôi nhà này, mọi người được mời về, xe ô tô của khách đỗ dài cả cây số. Bữa tiệc chật ních người, ông Phát tỏ ra rất hãnh diện khi gây dựng được cơ ngơi lớn hiếm có tại chính quê hương mình sinh ra. Vị lãnh đạo này cho biết, khi ngôi biệt thự tại Thái Bình chưa hết gây xôn xao, thì ông Ngô Văn Phát tiếp tục động thổ xây tòa lâu đài khác trên đường Lê Hồng Phong ở thành phố Hải Phòng. Đường Lê Hồng Phong được coi là con phố đẹp nhất đất cảng hiện nay. Giá đất ở đây được chào bán cả 100 triệu đồng một mét vuông. Lãnh đạo quận Hải An xác nhận, ngôi biệt thự của ông Phát được mua bởi 4 bìa đỏ riêng biệt. 4 suất biệt thự được ghép lại, nâng tổng diện tích ngôi nhà lên 1.000 m2. Với chiều dài mặt đường khoảng 70 m, khu góc hai mặt tiền rất rộng thoáng, nằm gần với sân bay Cát Bi. Vì thế tòa lâu đài này được xây dựng đã gây sự chú ý đặc biệt. Đến cuối năm 2018, gia đình ông Phát chính thức chuyển về biệt thự này sinh sống sau hơn 3 năm thi công. Ngày khánh thành, cả khu biệt thự lộng lẫy, ngập tràn hoa hồng tươi trưng từ ngoài cổng tới tận trong nhà. Ngôi biệt thự ước tính mất chừng 400 tỷ đồng tiền xây dựng. Đi khắp Nam Châu, xài hàng hiệu đắt đỏ. Những người bạn lâu năm với đại gia kể lại, năm 2004, ông Phát mới ra Hải Phòng làm ăn. 15 năm trở lại đây, người này đã tạo dựng được gia thế khủng, có tiếng tăm trong giới kinh doanh xăng dầu Việt Nam. Ông Phát cùng người thân liên tục đi du lịch khắp Nam Châu, đến đâu cũng sử dụng những dịch vụ xa hoa. Một người bạn của Phát Dầu kể lại, ngoài nhẫn kim cương thì đồng hồ là trang sức mà cả hai vợ chồng vị đại gia này không tiếc tiền mua sắm. Họ đeo trên tay những cặp đồng hồ của những hãng nổi tiếng bậc nhất thế giới. Ông Phát khoe với mọi người về những chiếc đồng hồ trên tay vợ chồng ông có giá từ 10 đến vài chục tỷ đồng. Ông Ngô Văn Phát cũng rất thoáng trong việc chi tiền làm công đức từ thiện. Tại quận Hải An, Hải Phòng, khi phường nơi ông sinh sống tu sửa lại chùa, đình, ông cũng chi 200 triệu để ủng hộ. Chưa kể tại quê nhà Thái Bình, những khoản tiền ông Phát chi ra để hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện là rất lớn. Nhiều công trình tôn giáo được xây dựng, tu sửa có sự góp công lớn của vị đại gia vừa xa lưới pháp luật này. Mới đây, cơ quan thi hành án dân sự Hải Phòng sẽ không kê biên tòa lâu đài của ông Ngô Văn Phát do gia đình đã chuộc lại sau khi nộp 161 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Lý do không kê biên như thông báo trước đó là vì gia đình ông Phát đã nộp lại số tiền hơn 161 tỷ đồng thu lợi bất chính từ mua bán trái phép hóa đơn VAT để chuộc lại căn biệt thự. Sư Minh Tuệ bị đề nghị đổi cách hành pháp vì hành động quá đáng này của Phật tử, hé lộ nơi bí mật để sư tu thành chính quả. Có những người vì quá yêu mến sư Minh Tuệ, lo lắng cho sự an nguy của sư nên đã đề nghị gợi ý khuyên sư nên thay đổi cách hành pháp mà sư đã thực chứng từ 6 năm qua, là thay vì tiếp tục đi ngoài đường thì nên tìm chỗ nào hoang vắng để ẩn tu. Tại sao phải vậy nhỉ? Chẳng lẽ vì những vọng động quá đáng bên ngoài mà sư phải thay đổi điều sư đã làm theo phát nguyện của sư là hành cho đến khi vẫn còn hơi thở? Sư từ xã hội này ra, sư sống trong xã hội của thời đại này thì sư hành ngay giữa cái chợ đời của thời đại, sư tu với những vọng động của cái chợ ấy bùa vây quanh. Những vọng động đó là những hành động có phần quá đáng của người thành tâm yêu quý ngưỡng mộ sư, của những người cuồng tín mê muội, của những người đang bị vùi dập khổ đau, đang cần tìm một vị cứu tinh, của những người tò mò muốn xem một sự lạ, của những người muốn quậy phá sư, của những người của chính quyền luôn bám sát theo dõi sư, của những YouTuber, những TikToker, Facebooker. Là những người thành tâm muốn lan tỏa sự thiện lành của sư lẫn những người muốn lợi dụng hình ảnh của sư để câu view mà làm ăn, mà cầu sự nổi tiếng. Sư phải hành đạo pháp giữa tất cả sự vọng động của chợ đời như vậy.
Sự thoát ra khỏi tất cả những vọng động ấy không phải bằng cách lén lút trốn vào rừng mà bằng chính cái tâm định của sư. Sư ngồi kiết già tịnh tâm giữa bao nhiêu huyền áo xung quanh. Sư bình thản hành pháp ngay trong những nẻo đường đầy người đi theo. Giả định rằng một mai tự sư thay đổi cách tu, sư đến núi rừng hoang vắng nào đó để ẩn tu thì liệu sư có tránh được cái chợ đời đang bùa vây sư như hiện nay không? Bất khả thi, vì chẳng lẽ sư phải lén lén lút lút trốn mọi người vào núi ẩn mình? Không, sư hành pháp quang minh chính đại, sư phải công khai đi vào rừng tìm chỗ ẩn tu, chắc chắn cái khu rừng ấy sẽ biến ngay thành nơi đại hội muôn người. Sư chỉ đi ngang qua và tạm dừng lại nghỉ trưa trong chốc lát hoặc kiết già qua đêm ở một nơi hoang vắng nào đó như nghĩa địa, cánh đồng hoang thì đã thấy cả ngàn người tụ lại bao quanh sư, huống chi sư định cư hẳn ở một nơi để ẩn tu. Có người lại khuyên sư xa lánh hoặc bớt trò chuyện với những người muốn selfie, những người làm YouTube, làm TikTok, làm mạng xã hội để bớt chuốc phiền phức vào sư. Tại sao vậy nhỉ? Sư nói sư đang hành pháp là đang học tập tu hành theo lời dạy của Phật. Sư học hỏi trên đường đi, sư học hỏi với những người sư gặp gỡ và trò chuyện. Sư không kêu gọi ai đi theo sư cũng không từ chối ai đi theo sư. Sư trả lời và trò chuyện với bất cứ ai bắt chuyện hay hỏi han sư không phân biệt đối xử với tất cả những người đối diện, kể cả những người chửi mắng, thậm chí còn ra tay với sư nữa. Sư đang hành pháp giữa chợ đời, thì sư chấp nhận mọi lẽ tốt xấu của chợ đời. Làm sao mà khuyên sư phải phân biệt YouTuber này là xấu phải ra, YouTuber kia là tốt để gần gũi? Ai quỳ lạy sư đáp lễ, ai hỏi han sư trả lời, ai selfie với sư hoan hỉ ngồi yên, ai quay clip sư bình thản chấp thuận. Còn với đám đông vây quanh sư, ban đầu xem các clip tôi cũng lo cho sự an nguy của sư, nên cũng có ý định khuyên giải đám đông ấy vài lời như nhiều người đã khuyên can. Tuy nhiên nghĩ lại thấy rất không nên, trước hết mình không đủ tư cách để khuyên can ai, sau đó thấy rằng đám đông luôn có cái lý của đám đông. Họ là những người phải có mặt để mắng sư vài lời cho hả sân si, họ phải có mặt dõi theo từng bước của sư và từng động tĩnh của đám đông kể báo cáo kịp thời. Họ phải có mặt để quỳ lại sư, họ phải có mặt để cho sư thức ăn nước uống, họ phải có mặt để quét đường cho sư đi, họ phải có mặt để che nắng mưa cho sư khi sư ngồi giữa cánh đồng không mông quạnh, họ phải có mặt để lan tỏa hình ảnh thiện lành của sư, họ phải có mặt để lợi dụng hình ảnh của sư, họ phải có mặt để được nhìn thấy sư, họ phải có mặt để được đón nhận năng lượng thiện lành tỏa ra từ sư. Họ phải có mặt để học tập sư, họ phải đi theo sư để cảm nhận những gian truân mà sư đã và đang trải qua. Đám đông luôn có cái lý của họ, không ở trong cái đám đông đó biết gì mà khuyên can, biết gì mà nói đừng làm phiền sư. Sư là một hành giả giữa chợ đời, sư chưa thọng tay bước vào chợ, nhưng có vẻ như tâm trí sư đang vòng tay đi giữa chợ đời. Riêng với cảm nhận của cá nhân tôi, sư là một điểm sáng đang lớn dần lên giữa đêm đen của thời mạt pháp. Hình ảnh tu sĩ minh tuệ một lần nữa nhắc cho ta biết một điều giản dị rằng không thể cầu cúng mà được. Nếu mọi thứ có thể cầu thì ông đã không phải gian khổ đến thế. Tu hành cũng giống như lao động thôi, phải bỏ công sức và trí óc mà cần lực làm việc, may ra mới có chút kết quả. Thế mà nhiều khi dù đã toàn tâm toàn ý nhưng chỉ cần sai một chút là bao nhiêu công sức có thể đổ sông đổ biển. Vì thế, những ai yêu mến sư minh tuệ thì nên luôn tự nhắc mình rằng phải ra sức học và tu, chứ không phải mang tiền của lên chùa cúng và cầu để được Phật lại quả. Nếu tiền có thể giúp thành tựu trên đường đạo thì ông minh tuệ đã chẳng khước từ chúng, ngược lại còn ra sức tuyên truyền và nhận về thật nhiều. Giữ giới là điều căn bản và quan trọng nhất trong tu hành, vì phải có giới mới định được, mà định được thì tuệ mới phát sinh. Chưa cần nói hạnh đầu đà khổ hạnh, chỉ riêng đối với người mới xuất gia, tuổi nhỏ, dưới 20 thì ngoài 5 giới đã quen thuộc đối với hàng tại gia thì còn phải giữ thêm 5 giới nữa là không trang điểm, không ca hát hoặc dự các cuộc vui nhộn, không nằm ngồi chỗ êm ấm cao sang, không ăn quá giờ ngọ, không cất giữ và sử dụng tiền bạc châu báu. Thử hỏi, bây giờ ngay cả nhiều người được phong đại đức thượng tọa đã giữ được 10 giới rất sơ đẳng này chưa? Đó là chưa nói sau 20 tuổi mà được họ tỳ kheo thì nam phải giữ đến 250 giới, nữ phải giữ đến 348 giới. Cho nên cách để dân chúng biết một người có phải thật tu hay không là chỉ cần nhìn vào giới luật của họ. Tại sao phải giữ giới? Lý do có nhiều nhưng cơ bản là để hình thành oai nghi của người xuất gia, làm phạm hạnh cho đời. Và quan trọng nhất là nếu không giữ giới thì như đã nói không cách gì tu thành được, bởi dục lạc sẽ khởi lên, tâm tán loạn điên đảo. Phật Thích Ca xả bỏ tất cả cung điện và sự giàu sang quyền quý cũng là cách để làm gương cho học trò, làm sao có thể đạt đến tâm thanh tịnh, yên tĩnh khi lủng lẳng đủ thứ danh lợi trên người.
Từ khi biết đến tu sĩ Minh Tuệ trên mạng cách đây vài tháng và từ trong bài viết đầu tiên về ông cách đây một tháng, tôi đã luôn thể hiện sự kính trọng, đồng thời là cả nỗi ái ngại. Việc bị mọi người vây quanh ngày càng đông đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không phải chỉ đối với ông. Thứ nhất là an toàn giao thông, thứ hai là mất trật tự, thứ ba là sức khỏe, bệnh tật, thứ tư là thị phi, thứ năm là vu khống, trục mũ, thứ sáu là nhiễu loạn tâm người tu hành. Việc yêu mến một vị chân tu trong hoàn cảnh hiện nay là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng lòng yêu mến ấy nên được thể hiện một cách điềm đạm và khéo léo hơn, tránh đi cho ông những phiền phức không đáng có. Tu sĩ Minh Tuệ là một niềm cảm hứng lớn cho nhiều người vốn đang mất niềm tin và dao động hiện nay trước tình trạng đạo đức xã hội và Phật giáo trong nước, nên việc ngưỡng mộ ông cũng không phải điều lạ lùng. Tuy nhiên, chư Phật Thích Ca nói trước khi qua đời, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình. Tự mình thắp đuốc lên mà đi, rốt cuộc nhìn gương thầy Minh Tuệ, nhưng nếu muốn đi trên con đường giải thoát khỏi khổ đau thì cũng chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Đeo bám một vị tu sĩ không giúp được gì cho ai trên con đường ấy. Nhìn gương sư Minh Tuệ, cố gắng sống tốt trong hoàn cảnh cá nhân của mình, đó là cách thể hiện lòng tôn kính và sự hộ trì tốt nhất cho những tu sĩ chân chính và cũng là cách bảo vệ đạo pháp hiệu quả nhất.